Đền Kim Đằng là nơi thờ tướng quân Đinh Điền và phu nhân Phan Thị Môi Nương và ba gia tướng. Tướng quân Đinh Điền quê ở huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông là người có công phù giúp Đinh Bộ Lĩnh chấn giữ Động Hoa Lư. Khi hành quân đến đằng Man Trang, nay là khu phố Kim Đằng, thấy địa thế đẹp, ông liền cho dựng đại bản doanh. Phu nhân tướng quân Đinh Điền nhiều lần tham gia đánh giặc cùng chồng. Xét công lao, vua Phong Đinh Điền làm đại tư đồ cùng coi quốc sự. Ngày 17 tháng 11 âm lịch, năm kỷ mão 979, Đinh Điền và Phu Nhân Từ Trần, nhân dân nhớ ơn đã lập đền thờ trên nền doanh trại. Đền có kiến trúc kiểu chữ Đinh với 5 gian tiền tế và 3 gian hậu cung, là một trong 16 di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến. Lễ hội được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12, tức ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 âm lịch, ngoài phần lễ với các nghi thức tế lễ, dứt kiệu nhân dân địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc như múa lân hát quan họ kéo co